cứ sợ là bị cắt thiếu da, bị thừa da, bị cắt đúng hồng lửa luôn nhá. Rất là đẹp. Đấy, tỷ lệ giữa da và niêm mạc các bạn thấy nó rất là cân đối thôi. Đấy, thấy không? Đẹp nhỉ. Đấy, nó còn cái dây hãm đường giữa này. Thẳng tắp, không lệch một ly các bạn ạ. Cắt chuẩn thật. Xin chào bạn, tôi bác sĩ Sóc Thị Đức đây. Ngoài một cái trường hợp bệnh nhân 25 tuổi của bạn, nhìn thấy cái cậu nhỏ của bạn này lúc xưa thì nó cũng rất là bé thôi. Thế mà những bạn này càng bé lúc cương cũng càng to càng dài bạn ạ. Anh thử ra lời chúng ta không thể nhìn này, chúng ta cắt hết ra được. Các bạn muốn cắt bao quy đầu mà bảo cắt hết lộn hết ra thì các bạn nhìn thế này, lúc như chỉ là đầu khoảng 2-3 phần ra thôi, lúc cương sẽ không đủ ra. Anh thử ra chúng ta phải cắt đến đây các bạn này, chỉ cắt được đến đây thôi nha. Đây cái khi một cái da nó trùm qua lỗ đáy thì người ta mới gọi là dài da bao quy đầu các bạn. Đấy, còn khi nó lộ được cái lỗ đáy ra này này, đấy, thì người ta gọi là bình thường rồi nhá. Khi trùm cái lỗ đáy thì đáy thì nó mới đọng lại nước tiểu, mà nó ướt. Đấy, bạn thấy lúc nào nó ướt này này, ướt nhẹ, lúc nào còn nấm mốc hết. Tấm vài mặt hàng thôi, mà nó tiền đầu tư nó phải hàng mấy tỷ. À, bạn ấy cứ sợ là bị cắt thiếu da, bị thừa da, bị cắt đúng hồng lửa luôn nhá. Rất là đẹp. Đấy, tỷ lệ giữa da và niêm mạc các bạn thấy nó rất là cân đối thôi. Đấy, thấy không? Đẹp nhỉ. Đấy, nó còn cái dây hãm đường giữa này, thẳng tắp, không lệch một ly các bạn ạ. Cắt chuẩn thật.